Minh Đường Tử Vi mến chào các quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Chúc các quý ông tuổi canh tuất bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý ông đón xem tử vi tuổi của mình trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn và tử vi từng tháng trong năm 2023. Mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho quý ông có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình, mời các quý ông cùng theo dõi. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý ông tuổi canh tuất là 54 tuổi âm lịch và 53 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, canh gặp quý, bình hòa, công việc làm ăn tiến triển tốt, sự nghiệp có dấu ấn vượt trội, củng cố được chức vụ trong tập thể. Xét về địa chi, tuất gặp mão, nhị hợp, năm này dự báo cho quý ông tuổi canh tuất về công việc làm ăn có sự mở mang cũng như ra ngoài gặp được quý nhân giúp đỡ sẽ đạt được ý muốn, cần lưu tâm đến sức khỏe nhiều hơn, cơ thể dễ ốm đau, nửa đầu năm công việc không được thuận lợi cho lắm. Xét về ngũ hành, đương số mệnh kim, gặp năm kim, vận khí cắt lành, năm này quý ông nên liên kết vốn làm ăn, hay hùn hạp, kinh doanh sẽ thu về nhiều thắng lợi, sức khỏe cũng khá ổn định, tiền bạc cũng không cần phải lo lắng nhiều, càng về cuối năm, càng gặt hái được nhiều tài lộc những biến chuyển của thiên can địa chi và ngũ hành có thể thấy trong năm quý mão này đối với quý ông tuổi canh tuất có vận trình tương đối khả quan về nhiều mặt quý ông vẫn đang làm rất tốt công việc của mình tạo dựng được vị thế và uy tín vững chắc trong tập thể năm này nếu quý ông nắm bắt được cơ hội thì chắc chắn sẽ được thăng tiến trong sự nghiệp dù đang có lợi thế nhưng quý ông cũng nên chú ý đến thái độ tránh gây kích động cho những kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở kẻo gặp nhiều bất lợi thiệt thân Năm Quý Mão 2023, quý ông tuổi canh tuất gặp sao Mộc Đức chiếu mạng. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc chủ về sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Năm Quý Mão 2023, quý ông tuổi canh tuất gặp vận hạn, hạn huỳnh tuyền. Hạn huỳnh tuyền, chủ về sức khỏe. Quý ông sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sầm kinh doanh nên kiên kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ này sinh chuyện bất lợi. Tổng quan tử vi năm 2023, cho quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Bước sang năm quý mão 2023, nhìn chung thì tổng thể vận trình của quý ông tuổi canh tuất tương đối lạc quan. May mắn trong năm này là quý ông có được sao mục đức và thanh long phù trợ, nên năm quý mão này đối với quý ông tương đối giàu có. Quý ông có cơ hội làm nên một gia tài tầm cỡ, nhưng quý ông cũng không nên quá tự hào về điều đó. Quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970, bước sang năm Quý Mão 2023 là 54 tuổi âm lịch, đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, người từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, người từ 50 tuổi trở đi đã biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Người 50 tuổi hiểu biết hơn về xã hội nên càng thấu hiểu bản thân hơn, đã học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, không còn oán trời, không trách người, không lười nhác. Hiểu về thiên mệnh, người từ 50 tuổi trở đi sức khỏe không còn như trước, càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh. Không khi nào con người lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này. Quý ông đã biết chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện. Người từ 50 tuổi trở đi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình, rất ít khi dao động khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả, cũng có được điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Biết trân trọng tình cảm. Người từ 50 tuổi trở đi đã trải qua sự gột rửa của thời gian, Quý ông đã biết chân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng trong lòng của quý ông. Tâm danh lợi của quý ông cũng dần tiêu tan. Xét về phương diện sự nghiệp của quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970, trong năm Quý Mão 2023, những người tuổi canh tuất trong năm 2023, sự nghiệp phát triển khá tốt. Dưới sự ảnh hưởng của sao Mộc Đức và Thanh Long, quý ông có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán và quý ông càng lạc quan thì sự nghiệp của quý ông càng phát triển mạnh mẽ trong năm nay. Đặc biệt quý ông tuổi canh tuất sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp trong năm 2023. Quý ông có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc. Với những người đang ấp ủ ý định khởi nghiệp trong năm này cũng khá phù hợp để bắt đầu tuy nhiên quý ông cũng nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ thăm dò thị trường một thời gian sau rồi mở rộng cũng chưa muộn cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao những người làm đầu tư kinh doanh cũng có cơ hội khá nhiều chỉ cần quý ông thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát dù có phải thay đổi công việc quý ông vẫn chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn Tuy nhiên, đối với quý ông tuổi canh tuất trong năm nay, dù có vận số trong năm tốt nhưng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, quý ông cần khiêm tốn, lắng nghe tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Sau mục đức chiếu mạng thì có thể gặp chút trở ngại ở tiền vận, nhưng về cuối năm rất thuận lợi và rất an toàn. Xét về phương diện tài lộc của quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970 trong năm Quý Mão 2023, Bước sang năm quý mão 2023, đối với quý ông tuổi canh tuất về vận trình tài lộc cực kỳ tốt, công việc tiến triển thuận lợi đảm bảo nguồn thu nhập chắc chắn. Nếu quý ông có thể tạo được dấu ấn vượt trội, thì tiền bạc sẽ càng sinh sôi nảy nở. Tài lộc của quý ông trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy, nên quý ông có được nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí với quý ông có thể nhận được phong bao lì xì hoặc là quà tặng từ công ty. Người làm kinh doanh, buôn bán, cũng có một năm buôn bán suôn sẻ khả năng tính toán của quý ông nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa quý ông có được một năm bội thu về tài lộc bản mệnh lại có lộc trời ban mua may bán đắt một vốn bốn lời nên không phải lo về thu nhập của mình với quý ông tuổi canh tuất trong năm này có thể kiếm được rất nhiều tiền bất kể là chính tài hay thứ tài sự chăm sóc của thần tài mang đến cho quý ông có được những cách kiếm tiền rất tốt cũng giúp cho quý ông tích lũy được về tiền bạc của cải và quý ông có thể tích lũy rất nhiều của cải trong năm này các khoản thu chi cân đối và cũng đã có được một khoản tích lũy để đảm bảo cuộc sống khi về già, không cần phải dựa dẫm vào con cháu. Có thể thấy trong năm Quý Mão 2023 này, quý ông tuổi canh tuất có công việc được thuận lợi, tài lộc không ngừng khởi sắc. Cả chính tài và thứ tài đều tăng. Ngoài ra, quý ông tuổi canh tuất trong năm này cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không năm rõ. Nếu không có thể bị thua lỗ do sai lầm. Xét về phương diện tình cảm của quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, vận trình tình cảm của quý ông tuổi canh tuất có thể gặp chút trở ngại. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, năm nay quý ông bị dao động tình cảm với đối tượng khác giới tương đối lớn. Mối quan hệ của quý ông tuổi canh tuất với người bạn đời của mình có thể sẽ có sóng gió. Dù không bị mâu thuẫn vì vấn đề tài chính, nhưng cũng có những rắc rối trong cuộc sống, nhưng có gặp vấn đề cũng sẽ được hóa giải và cùng nhau vượt qua khó khăn. Năm này quý ông nên biết kiềm chế, giữ mình để không vướng phải tình cảm ngoài luồng điều này sẽ dẫn đến rạn nứt trong tình cảm gia đình do phạm phải đào hoa quá vượng. Nhìn chung trong năm Quý Mão 2023 về gia đạo cũng có được sự yên bình, vợ chồng nên đồng sức đồng lòng, quý ông trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho con cháu để xua tan khoảng cách thế hệ tạo được mối liên hệ gần gũi giữa các thành viên dù có vấn đề gì cũng nên xử lý mềm mỏng, đối thoại nhẹ nhàng thay vì nạn nộ sẽ khiến mọi chuyện thêm phần căng thẳng. Xét về phương diện sức khỏe của quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970, trong năm quý mão 2023. Theo tử vi cho thấy, quý ông tuổi canh tuất trong năm quý mão 2023, thì sức khỏe của quý ông đang có dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, bệnh phù, làm cho quý ông có thể gặp nhiều xui xẻo quý ông không những có thể lực kém mà còn thường xuyên ốm đau mệt mỏi bệnh cũ tái phát sự ràng buộc của hạn huỳnh tiền chủ về bệnh tật làm cho quý ông tuổi canh tuất dễ mắc các bệnh đau đầu chóng mặt mặt mày say sẩm ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày quý ông nên đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống và đừng để mình gặp nguy hiểm tránh làm việc quá sức đặc biệt lưu ý đến sự an toàn của bản thân khi đi xa làm những công việc nguy hiểm hay tham gia giao thông thì nên lưu ý nhiều hơn sự quấy nhiễu của hung tinh thiên không bệnh phù làm cho quý ông cần phải cẩn thận hơn. Đừng để cho các sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Như vậy, về sức khỏe quý ông tuổi canh tuất trong năm này cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan khinh suất. Cần chú ý áp dụng các biện pháp dưỡng sinh theo mùa để tăng cường sức khỏe, nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế mua những đồ ăn chế biến sẵn, hạn chế ăn những đồ cay nóng, vị chua, hạn chế sử dụng rượu, bia, các chất kích thích điều này làm cho can khí vượng khắc chế tỳ khí, gây bất lợi cho sức khỏe đặc biệt thầy gia cát khuyên quý ông tuổi canh tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý ông Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970, trong năm quý mão 2023 số của quý ông tuổi canh tuất, xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch, là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi canh tuất, Giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi canh tuất. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi canh tuất. 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi canh tuất. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi canh tuất 1970, nam mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi canh tuất. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý ông nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang, hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi canh tuất nam mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi canh tuất là, thoa xuyến kim, gặp mệnh của tuổi canh ngọ là, lộ bàng thổ, tương sinh, rất tốt. Thiên can, canh gặp canh, bình hòa, tốt. Địa chi, tuất gặp năm ngọ, tam hợp, rất tốt. Cung thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi canh tuất nam mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, để sông đất. Quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970, trong năm quý mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, quý ông sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970, là 54 tuổi âm lịch, phạm hạn tuổi hoang ốc, tam địa sát. Năm này quý ông không nên xây nhà, sửa nhà. Vì xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ mắc nhiều bệnh vặt, khó khỏi, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuổi kim lâu năm 2023, quý ông tuổi canh tuất, không phạm kim lâu. Thái tuế năm 2023, quý ông, không phạm hạn thái tuế. Trong năm quý mão 2023, quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970, cần đặc biệt chú ý tới hạn huỳnh tiền và sao mục đức chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn huỳnh tiền đối với quý ông tuổi canh tuất. Nhắc đến hạn huỳnh tiền, sách thời xưa có câu cửa miệng. Huỳnh tiền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Người gặp hạn huỳnh tiền có thể bị mắc chứng bệnh, đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sầm, đau người, sức khỏe suy giảm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì, hoặc cho ai đó, dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi. Hạn huỳnh tiền đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Có bốn điều cần biết để vượt qua hạn huỳnh tiền đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Vốn huỳnh tiền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình. Thứ nhất, về sức khỏe, bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Sau đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Thứ hai, công việc làm ăn, người gặp hạn huỳnh tiền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Thứ ba, đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn huỳnh tiền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn thường xuyên để bồi đắp nền tảng gốc rễ của phúc đức vận may cho mình. Quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970, trong năm Quý Mão 2023 cũng cần chú ý đến sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc thăng tiến trong sự nghiệp công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Về đường công danh, quý ông gặp sao này dễ gặp quý nhân phù trợ, có bạn bè mới. Sự nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến, thu được nhiều tài lộc. Với người đang học tập nghiên cứu, năm này sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập, gặp được thầy giỏi, bạn tốt có được những sáng kiến mới và gặt hái được thành tích cao. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao mục đức là Phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Vận trình từng tháng âm lịch của quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970, trong năm quý mão 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970 là 54 tuổi âm lịch, có tài lộc rất dồi dào trong tháng đầu tiên của năm quý mão. Quý ông được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, nhiệt huyết của những người đàn ông tuổi tuất tương đối cao trong tháng này. Đây là tháng giáp dần có ngủ hành tam hợp với tuất cho nên vận trình của quý ông rất thuận lợi. Công việc được hanh thông, mưu cầu về công danh sự nghiệp dễ thành tiền bạc có nhiều các lợi. Bất kể đối với quý ông làm gì trong cuộc sống đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Quý ông nhận được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực của mình. Trong tháng này các cặp vợ chồng lưu ý một chút, không nên, hành sự, phóng túng, tổn hao tinh lực. Mùa xuân dương khí vượng, nhu cầu tình dục tăng cao. Nếu không có sự tiết chế nhất định, rất dễ bị mệt mỏi, uể oải, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Trong tháng này về phương diện tài lộc và sự nghiệp quý ông tuổi canh tuất ở mức trung bình, hầu hết tình trạng công việc của quý ông vẫn được ổn định. Nhưng, vận trình tình cảm của quý ông lại có sự xa sút do bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, một số người xa vợ lâu ngày, hay phải công tác xa, có thể vấp phải nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm. Lòng tin bị giảm sút mạnh mẽ, đôi bên thường nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau, khiến tình cảm riêng tư trở nên nhiều sóng gió hoặc có khả năng tan vỡ. Một số người khó tránh khỏi tình cảm ngoài luồng. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970 xem tử vi cho thấy tháng này là tháng thìn, tháng xung với tuổi của quý ông canh tuất cho nên về phương diện sức khỏe không tốt, dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, đầu óc thiếu tỉnh táo. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Một số người đang kinh doanh, buôn bán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình. Các khoản thu nhập thêm có thể sẽ giảm xuống, quý ông nên có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình, điều này làm cho nguồn thu tài lộc bị giảm suốt. Về phương diện tình cảm, Đối với quý ông tuổi canh tuất độc thân, hay muốn đi thêm bước nữa, diễn biến tình cảm trong tháng này cũng tương đối y ạch. Khi sức mạnh của hàm trì tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu. Vì vậy, với quý ông tuổi canh tuất, hãy cố gắng giữ mình, đừng để rơi vào lưới tình tay ba, hoặc chuyện tình cảm đơn phương trong tháng này. Đặc biệt là khi kết bạn với người khác giới, hãy luôn tỉnh táo, cảnh giác và đừng quá cả tin. Vận trình tháng tư âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970 bước sang tháng tư âm lịch quý ông không bị các hung tinh quấy dày nên vận trình tài lộc hầu hết đều ở trạng thái tương đối ổn định tuy nhiên trong tháng này do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tinh thần của quý ông cũng không được lý tưởng cho lắm điều này khiến cho quý ông dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc nếu như quý ông không cố gắng chăm chỉ làm việc và lấy lại sự tập trung cho công việc thì tài vận của có thể sẽ dậm chân tại chỗ tiền bạc cũng chỉ đủ chi tiêu trong cuộc sống vận trình tháng năm âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Bước sang tháng năm âm lịch, quý ông tuổi canh tuất có những mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể. Với quý ông đang được sự trợ giúp của sao may mắn là Thanh Long, Lưu Hà và Thiên Phúc lại thêm ngủ hành tam hợp dần ngọ tất trợ mệnh, giúp cho quý ông gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối vận trình công danh sự nghiệp được hanh thông. Việc kinh doanh, buôn bán diễn ra thuận lợi, giúp cho quý ông thu được không ít lợi nhuận về hầu bao của mình đặc biệt một số người gặp được quý nhân phù trợ rất lớn. Nếu có thể nhân cơ hội này để hợp tác làm ăn, hoặc mở rộng quan hệ xã giao, thì sự nghiệp có thể sẽ được bứt phá hơn nữa trong tương lai của mình. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Sang tháng 6 âm lịch về phương diện sức khỏe của quý ông tuổi canh tuất giảm sút đáng kể. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không và ảnh hưởng của thời tiết, một số người tuổi tuất có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt, thể chất không được tốt. Đặc biệt, đối với quý ông tuổi canh tuất cần chú ý tới vấn đề ăn uống, ăn quá nhiều thức ăn sống và đồ lạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dạ dày. Vì vậy, quý ông cần chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân. Đồng thời trong khẩu phần ăn hàng ngày của quý ông tuổi canh tuất phải đều đặn, thường xuyên, không nên ăn quá no, hoặc để bụng quá đói, hoặc ăn quá nhiều đồ lạnh, nếu không sẽ làm sức khỏe giảm đi trông thấy. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Bước sang tháng 7 âm lịch, quý ông có tình cảm, sức khỏe đều khá suôn sẻ, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh. Tháng này quý ông đang có được sự trợ giúp của các tinh thanh long, vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Tuy tài lộc ổn định, nhưng sự phát triển có phần hơi chậm, nếu quý ông muốn tiến bộ, thì cần phải chủ động làm việc và chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, quý ông cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến tài lộc vận trình tháng 8 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Về phương diện sự nghiệp của quý ông tuổi canh tuất trong tháng này có phần xa sút Bị ảnh hưởng của các hung tinh, một số người làm văn phòng, tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc thiếu tập trung. Điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Vì vậy, quý ông tuổi canh tuất nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề khó khăn trong công việc, hay chưa hiểu thì quý ông có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm, để được giúp đỡ tiếp tục phát triển sự nghiệp của bản thân càng sớm càng tốt. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Vận trình sự nghiệp của quý ông tuổi canh tuất trong tháng này cơ bản được ổn định. Nhưng quý ông tuổi canh tuất trong tháng này lại đang gặp thái tuế án ngữ, cho nên quý ông cần chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Về tình cảm, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý ông có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo hòa thuận. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Quý ông tuổi canh tuất trong tháng này có nhiều cải thiện về vận trình tình cảm của mình. Với sự phù hộ của các cát tinh thiên hỷ, thiên phúc, một số người độc thân sẽ có được sự cuốn hút mạnh mẽ đối với những người khác phái, quý ông sẽ được tỏa sáng trong tháng này. Dù đã ở độ tuổi ngoài 50, nhưng về tình cảm, thậm chí quý ông sẽ có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh độc thân hay là muốn đi thêm bước nữa cũng rất có khả năng. Về công việc, sự nghiệp đối với quý ông tuổi canh tuất. Tháng này nhìn chung thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, ngoài ra các khoản tiền lương, tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên, giúp cho quý ông cảm thấy thoải mái trong việc chi tiêu. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970 Bước sang tháng 11 âm lịch, khối lượng công việc của quý ông tuổi canh tuất tăng lên đáng kể. Vận trình của quý ông tuổi canh tuất sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của cát tinh. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và có dấu hiệu phát triển mở rộng trong kinh doanh. Các hạng mục đầu tư cũng được chú trọng nhiều hơn, cũng sẽ mang lại những may mắn lớn cho quý ông. Nhìn chung thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý ông cũng sẽ thu được lợi tức từ việc quản lý tài chính và cổ phiếu. Mong rằng quý ông tuổi canh tuất có thể tiếp tục duy trì, phấn đấu để được khởi sắc trước dịp đầu năm mới sắp tới. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970. Tháng cuối cùng của năm Quý Mão, dù quý ông tuổi canh tuất gặp không ít áp lực từ công việc nhưng vận trình vẫn có những thay đổi tích cực giúp cho quý ông hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn, tất bật nhưng bù lại sẽ thu được tài lộc khả quan, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Các hạng mục đầu tư từ trước đó cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Tháng này, quý ông tuổi canh tuất cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được thành quả xứng đáng sau một năm làm việc. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, ngoài ra các khoản tiền lương, tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên, giúp cho quý ông cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn về tình hình tài chính của mình. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của quý ông tuổi canh tuất sinh năm 1970 hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý ông an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình chúc các quý ông được bình an may mắn hạnh phúc và bội thu về tài lộc xin chào và hẹn gặp lại